Vâng, em xin mời mọi người cùng nghe chất âm của bộ dàn Aiwa. Câu đò đưa thăm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Chuyển qua một đoạn nhạc nhẹ mọi người nhé. Những ngày xưa thân ấy anh gửi lại cho ai? Có mùa xuân êm đưa, dung hàng cau lứa đưa, em cùng tôi bước nhỏ. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho ai? Trăng mùa thu lên cao, khóm dừa xanh lao sao, em cùng tôi trốn ngủ. Ra ngồi trên lá cỏ, trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu. Dạ, em xin giới thiệu cho mọi người một bộ dàn tới từ hãng Aiwa. Bộ này rất là đẹp mọi người nhá. Loa máy mọi người nhá, rất là đẹp. Thiết kế với hai loa và mỗi loa hai đường tiếng mọi người nhá. Bộ này là lưới gắn liền rồi nên em xin phép là cũng không tháo ra nữa nhá. Xin cam kết với mọi người là hàng nguyên zin nguyên bản. Đấy, tháo ra lắp lại nó không đẹp như này đâu mọi người ạ. Đây là lưới là nó căng như này rồi. Bây giờ chúng ta mà tháo lắp lại nó sẽ bị trùng nhá, nó không được đẹp như này nữa. Đó. Em đã từng tháo thử rồi và nó trùng nên là không tháo đâu mọi người nhá. Xin cam kết là nguyên bản zin 100%. Đấy, về phần máy thì bộ này mọi người nghe hiện tại đây cho em là hai chức năng: điện thoại, TV máy tính và đài radio full tần số 108. Đấy, còn đĩa CD anh chị em nào muốn chơi thì thêm 200.000 này em thay mắt CD nhá. Đấy, còn giá em bán đây hiện tại là không có tính cái phần gì đi. Đấy, CD thì cứ vẫn ra vào rất là mượt mà bình thường. Đó, rất là mượt mà. Còn mắt đấy đâu dùng thì nó bị chết mắt. Nên là anh chị em nào mà muốn chơi CD thì cộng 200 nhá. Cộng 200 vào cái giá em để trên góc này. Thì em sẽ làm chạy CD thay mắt mới, mắt zin luôn nha, mắt của hãng luôn mọi người nha, chứ không phải là mắt của Trung Quốc đâu. Đấy. Rồi, chức năng đầu tiên điện thoại TV máy tính thì bấm xem video và chéo AUX này thì nó sẽ hiện chữ video như vậy nhá. Chúng ta cắm jack phía sau. Đấy, em quay phía sau. Tính năng thứ hai là đài radio thì bấm nút bên cạnh thôi, tuner. Đấy, kênh thì dò cho em bằng cách là bấm hai nút này. Đây, tới và lui hai nút này. VOV2. Và còn nhiều kênh khác nữa. Mà em hay test kênh này vì kênh này nhiều chương trình hay và thi thoảng có ca nhạc nữa. Nên thi thoảng test gặp ca nhạc. Và nó mở cũng gần như trong ngày luôn, toàn bộ trong ngày. Đã chương trình đọc thơ hay sao ấy? Đang có nhạc du dương. Ngân đứng bên tôi. À, kể chuyện. Tôi nhìn Ngân, Ngân nhìn tôi. Ngân bảo: hôm nào anh qua lấy cái quạt nhé. Có tăng giảm bát mọi người nha. Đây, tê bát và các chế độ equalizer đầy đủ để chúng ta lựa chọn chơi từng dòng nhạc. Nhạc mạnh thì rock, còn nhạc nhẹ thì có thể là classic hoặc pop. Đó. Dưới này là phần cassette. Cassette thì cũng mục dây Kuroa rồi. Tất cả đang hoạt động bình thường, zin đó. Xin lỗi là mắt vẫn đang zin, chỉ là mục dây và phải làm lại thôi. Thường thường là làm lại những cái dòng này, làm lại thì tầm khoảng tầm 100.000 gì đấy. Nhưng mà tùy trường hợp nhá, nhưng mà
bận quá thì em sẽ không nhận. Chủ yếu em nhận cái thay thay mắt thôi, vì mắt nằm bên trên, bên trên tháo là dễ, thay nhanh. Chứ mà riêng cái phần này mà làm lại là phải tháo tung cả máy thì nó mất cả nửa ngày, cả buổi luôn. Nên em ngại làm phần này. Phần này có chiều rộng tổng là 73, chiều cao là sấp xỉ 34 và chiều sâu của nó là 33 mọi người nhá. Đây là kích thước. Em coi mặt sau này, đây thùng vách đẹp mọi người nhá. Vách này. Đây là dây anten mọi người. Đây là dây điện thôi, em lấy một đoạn dây điện đấu vào đây thôi. Cái cuối cùng nhá. Đây, để bắt sóng thôi. Rồi em lấy thì cái nó sôi, đang để phía trước là điện thoại. Đấy rồi. Rồi đây là cổng 3.5 người nhá. 3.5 này nghe điện thoại thì vì máy tính này. Cắm đây cho em. Đây, loa máy đẹp mọi người nhá. Đây, loa máy này, buông thành sang cạnh. Đây loa thì mọi người ý cho em là có cái màu trắng là dương này, cắm đỏ này, còn đen cắm đen nha mọi người nhá. Đó. Series của máy đây. Máy có số series là 025. Đây, loa máy thì đây, buông bách này. Buông thành sát cạnh mọi người nhá. Đấy, đây. Buông thành sát cạnh. Không ngấm nước về này. Rồi, và cuối cùng là giá cả thì em để công khai góc phải màn hình đây. Ai có nhu cầu mua sản phẩm liên hệ với em nhá. Zalo, số điện thoại của em ở trên bảng hiệu. Em danh Audio 0976592986. Vâng, và em xin phép dừng một lại tại đây ạ.